Chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con bò. Con bò. Con bò kêu thế nào? Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu vàng đậm, màu vàng đậm, màu vàng đậm. Con bò có mấy chân? Con bò có mấy chân? 1, 2, 3, 4. Con bò có 4 chân. Con bò có một cái đuôi. Cái đuôi. Cái đuôi dùng để đuổi côn trùng. Chó. Con mèo. Con thỏ.